Đi đấy. Bên đi, bên đi. Ok, hello, chào các bạn. Ok, chào mừng các bạn quay trở lại channel Đông Man Hủ Viên Ốc, cuộc sống tại châu Phi. Bên đi. Thì hôm nay hai đầu tuần anh em mình này tiếp tục quay trở lại với lông trại phía hai bản bên trong này nha các bạn, vì là vẫn đang trong quá trình chăm sóc nuôi tầm thí điểm các bạn, nên là ngày nào anh em mình cũng phải vào trong lông trại số 2 này. Hôm qua thì chủ nhật thì vào thì không quay video được, nên hôm nay thứ hai vào cũng như mua đồ ăn và để hỗ trợ mọi người. Tiết ra dù bà không biết gì. Có ai đấy không bảo? À vô để cất bột ngô với cá bê xì. À, để dọn cái đấy cho mấy đứa mua ấy còn thỏa mà nuôi. Bảy quạt đài bê xì cũng phu bà cá bè nên vào tiền để bảo và cùng Mattel cùng và mọi người làm việc ở bên trong này các bạn. Anh em mình bây giờ mới vào được. Cứ thứ hai đầu tuần là thường như là lương thực rồi là đồ ăn đều là hết. Thế nào? Tắm thế nào này? Đây. Ừ, cho ăn bám nó tươi không rời để thay phân, để thay phân cho nó. Vẫn có một số con bị chết, không biết là do gió hay làm sao các bạn. Thì mình kinh không có nhanh lắm. Cho ăn có cữ này. Đây này. Một số con này nó bò lên trên nó ăn này các bạn. Đấy. Thì anh em mình dặn mọi người rồi. Dặn mọi người cho ăn rồi là đây. Thay phân thì anh em mình hướng dẫn này. Trực tiếp anh em mình thay. Vẫn có một số con kiểu cảm tưởng như một số con bị chết không biết là gió. Hôm qua chủ nhật anh em mình vào phải che đậy hết này. Đậy hết này. Đây. Sáng vào bảo mới vào mới mở cửa ra đấy. Đây này. Hôm qua là vào là anh em mình che đậy hết này, sợ gió đấy. Cái khí hậu bên đây nó cũng độc hại đấy các bạn. Cái khí hậu rất là độc. Thời tiết nên là vai cốt ta okay. Đi ra cả. Ê. Mùi thù tao ơi. Để anh ấy. Đâu? Bé nó sao đặng hết nó cũng thấy như nhau cả. Kiểu nó này cũng nhánh lắm nhỉ. Ừ. Đây này. Tí chỗ ăn cho bò lên đã sẵn xong rồi mình chơi rồi. Mình bốc mình rời ra rồi. Nhiều lắm. Chết nhiều kiểu mình cho ăn xong mình nhặt mình rúm ra ngoài chứ không là nó lẫn với cất nó với nước cất với nước đái là nó chết ấy. Khó con tằm này cũng rất là khó nuôi vì ngày xưa ở nhà là thấy mà mọi người nói là kiêng cả gió này đủ kiểu ấy. Cái khí hậu Việt Nam còn đỡ, khí hậu này độc. Đây nó bò đây. Sáng là chưa cho ăn. Giờ mới cho ăn để nó bò. Hôm qua anh em mình vào là cũng nói các bác rồi. Để anh em mình vào trực tiếp chăm sóc đi. Mọi người không hả? Mọi người không biết chăm sóc đâu. Để đưa đồ ăn vào cũng như mua ít ổng ở đấy cho mọi người.
để phát cho mọi người. Làm đi làm cỏ ở dưới các bạn, mùa này cỏ rất nhiều lắm, tùm không cẩn thận là rắn rết nhiều lắm, dạng chuối đẹp đấy. Làm cỏ là trồng chuối. Bảo gọi mọi người về cả nhá. Hả? Bảo đang đi gọi tất cả mọi người về các bạn. Anh em mình cũng mua đồ ăn vào cho người, rồi đồ ăn cho vịt, cho ngan, rồi là mua một số cái ủng bảo hộ lao động để cho mọi người làm việc này. Đi chặt cỏ, làm cỏ này. Rắn ở đây là kiểu nó ẩm thấp đấy, cũng như cái cỏ nó nhiều lắm, rắn rết nhiều lắm đấy. Hôm trước thì mới trồng hàng chuối, quanh nông trại làng chuối. Hôm qua thì mọi người đang trồng trên bờ ao rồi. Đi phát cỏ này, không những cái cỏ này nó mọc nhiều, nhanh hơn cả chuối đấy. Quả chuối trồng mà cỏ nó mọc tùm lên hết. Một cái móc, một con dao đi chặn cái cây cỏ này, nó mọc tùm hết lên. Hôm trước mọi người mới trồng bốn quanh nông trại là trồng chuối hết, vòng quanh luôn. Những cái hàng ở bên dưới kia thì cũng đang cho ra buồng hết rồi. Cỏ nhiều các bạn. Bao nụ giác quan mà ra cái bota meta in b bota ra ba cái bác sĩ tình muốn từ cái quan mà ra nơi nó tên mùng nem thì bố tôi vài anh xem mà vô cả bota. Đây mọi người cứ đi, có người đi chân đất, có người đi tông, vài anh xem mà đang gọi mọi người lên để nhận 12 bác tổ trưởng tổ nhóm, mỗi người một đội ủng để mọi người đi làm việc cho nó an toàn. Cái khế Việt Nam mà trồng mấy tháng rồi, nó người bón phân dê để chăm sóc đầy đủ mà nó không phát triển. Đây cái khế Việt Nam mình này các bạn. Cái khế thì nó ưa nước, trồng bên dưới này cũng không phát triển. Khế táo rồi. Đúng rồi, mấy cái khế. Quá quá. Vịt gà. Ngàn ngỗng. Bắt tù ra đây ô bố. À bố. Oan này. Có thích không? Bi tin của ai là? Ngan vịt. Ai thì ra đây bi tin của? Ai là? Ngan chưa là? Nên mà bây á? Bác lớn tuổi đang dọn các chuồng phân, chuồng gà. Anh em mình cũng sắp xếp. Bác lớn tuổi là chỉ làm ở trên thì cũng đi trông non thôi, thái cây chuối cho gà cho vịt ăn, cũng như dọn chuồng gà cho vịt. Tầm này anh em mình cảm tưởng nó khó nuôi đấy. Nó khó nuôi, nó kiểu nó cái gió bên này như thế nào đấy. Hôm qua vào hiện tượng có một số con là bị chết mà anh em mình vẫn thay phân cho nó rồi. Rác này nó bò lên trên là ở dưới này có phân là anh em mình thay răng sang cái miếng khác, mà tí này nó bò hết lên trên này nó ăn này. Sau anh em mình nhặt vơ thay ra cái thay cái khác để lấy cái phân của nó, bỏ phân của nó đi đấy, cũng như cái nước đái của nó đấy. Mà cảm tưởng vẫn khó nuôi. Không biết nở thì nhìn đẹp lắm, nhìn nhiều lắm. Những cái kiểu nó phải gió hay là phải vía gì đấy. Mọi người thì lần đầu tiên nhìn thấy đây là mọi người cũng cứ tò mò, mọi người đến xem, anh em mình cũng không giữ được. Ai muốn xem thì mọi người xem thôi. Chứ vì anh em mình không ở đây mà. Mọi người cứ đậy này thôi. Tôi được vay. Đây để mọi người lên bạn đen này này. Để mọi người lên nhận mỗi người một đôi, mỗi người một đôi ủng. Bắt đi. Sì. Bao nổ răng con lòng bắt tay. À Mateo. Yes. Ôi quên không mua Mateo rồi. Cái sim Mateo. Mateo mới em liền. Thì hay các em hay đi giày nên là quên mất. We'll be right back.
Ôi chuối chín đấy mà. Ui, lại có chuối chín. Ui, lại có mùng chuối chín này các bạn. Ui, quả to không này. Ui, to này. Quả to như cổ tay này. Mới ta lanh xin mà. Xin. Để. Ây xe. Aki meu amiga, e vien la meta, e ne manda bauno, comra bota, vai ajudar aqui tudo, aqui di gente. Xem là meta bota bem, meta tra bem. Hả? À bem. Đây, đây, đây là tất cả số ống ở đây là 12 đôi ống. Matteo về número 12 đôi ống để gửi tặng đến 12 bác tổ trưởng tổ nhóm là đều của gia đình vợ chồng em Ngân Hùng ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ anh em mình mua gửi tặng đến 12 bác tổ trưởng tổ nhóm mỗi người một đôi ống các bạn thì trên video anh em mình cũng xin chân thành cảm ơn vợ chồng em Ngân Hùng ở thành phố Hồ Chí Minh đã nhờ anh em mình mua gửi tặng đến tất cả mọi người. Vừa rồi anh em mình cũng nói chuyện một tất cả người các bác ấy rồi. Đấy. Hey. Mới ta bây sì. Quá đàn là sì. Đa avo, avo thì bùng quan ta ta rết, quan ta quan ta đủ. Avo, sì. Quan ta rết. Mình cũng à. Mới ta bây. Mỗi người một đôi. Một cái họ nhét ở bên trong. Mười. Ừ, có ông dưới chân à? Ui, dưới chân. Ok, chào mừng đi. Mỗi người một đôi ổng các bạn. Đi làm cỏ phòng rắn rết. Lâm Minh. Vừa đủ rồi. Đây. À nữa thì bạn đủ một phê phôi ca giả nữa ấy. Một đen tiên là la vào bình. Thế bạn đen. Bánh muốn đi đâu? Ủa đây, em này không vừa à? Đi ngược chân. Chán ông, đi ổng cũng đi ngược. Đúng. Ơi, ra ngoài. Coi ông đi ngược ấy. Con là à tiền đây thì mới đây đấy là để bôi cái tờ lô cả xin mất tiền để bôi nữa vay tờ lô cả đấy mỗi người tao ấy tiền đây gì đây còn thiếu một bác nữa các bạn một bác nữa mà với cái này sai số lệch họ đút nhầm anh ta luôn cả xin xin để Matteo viết đưa về Matteo viết chỗ này mà hôm qua hôm kia đi mua đấy bánh mua đi được mỗi người một đôi ổng đấy các bạn thì một lần nữa anh em mình xin cảm ơn gia đình em Ngân Hùng ở thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều để nhờ anh em mình mua gửi tặng đến các bác tổ trưởng mỗi người một đôi ổng đấy các bạn sạch sẽ như các chuyên gia đi chăn nuôi kiểu đi ổng mà đi nuôi nạn đấy là và trường nạn đây rửa đây tao bánh mua đi rồi à vay tao bà à ba nụ ra quan là phu bà không bên gì qua đà xem là cô đi nhà mình tao là mình đây đi về tao là bà đấy dặn mọi người mua bột ngô mua cá rồi để mọi người đi là đầu tuần cứ vào đầu tuần là thường là lương thực với thực phẩm là hết đấy các bạn nên là cứ hết là anh em mình chuẩn bị vào đầu tuần là mua đến cho mọi người cũng như mua mấy bao thức ăn đến cho gà cho vịt cho ngan á ôi từ đầu tiên đôi sa cù pha đây nụ thế là qua đà đà bắt tù cung gà đi nha để mọi người đưa đồ ăn cho người đưa xuống rồi giờ đồ ăn cho gà cho vịt cho ngan đấy để nấu độn mấy cây chuối chứ ngô không bao nhiêu cho lại được ăn ngô không đủ được ngô người không quá cho ăn đấy đâu là gà vịt thì ăn độn thôi còn ngô để cho người nhé. Quá đa số
Ôi giời, ống đẹp thế cũng đi đi làm gì. Hả? Muốn đi tu? Tao muốn tao muốn đi rồi. Tao ba bay. Ống đẹp phải để đi mọi người đi làm các bạn. Trời ơi giời, nhảy ơi, nhảy múa ơi. Trời gạo nó vắt tụi vai tao ra ba. Để bọn ông bên sợ vai con đi nha. Ta bay, để đi vai tao ra ba. Hãy để mọi người ra đi làm việc tiếp các bạn, cũng như bảo ở đây ra đây cùng với mọi người làm việc, cũng anh em mình phải đi mỗi nơi một chút, cũng như bây giờ vào trong bản trực các nông trại. Thì mấy hôm nay vì như mình nói trên đầu video, thì hiện tại mấy anh em mình đang đưa giống tằm sang, cũng như thí điểm nuôi ở bên đây thử giống tằm Việt Nam mình. Thì đây là hôm nay anh em mình cũng vào trong trại số 2 này, thì tiện vào để quay để các bạn biết, cũng như hôm nay giờ cũng phải đi sang Ninh Môn Tuê xem mọi người phát triển như nào. Hôm trước thì mình về thì báo ở đây cũng như hướng dẫn mọi người thu hoạch ngô, rồi trồng thêm khoai để mùa khô đấy, có thêm lương thực đấy các bạn. Cũng như hôm trước thì đi ra nông trại đấy thì không kịp quay để các bạn được biết, hôm nay để vào cho mọi người làm việc thế nào nha các bạn. Thì ok các bạn, thì video này anh em mình xin phép dừng lại tới đây. Các bạn thấy video hay, video nghĩa, cho em xin một like, một chia sẻ với cái kênh Đông Bao Nụ Vlog Cuộc Sống Tại Châu Phi. Mỗi anh em mình cũng thêm nhiều động lực dành cho hay, cũng giúp đỡ nhiều người khó khăn trên núi Châu Phi các bạn. Chào các bạn. Chào. Bảo đây ấy mọi người làm đi, cho làm để mai kia huy động hết toàn bộ dân đến làm cỏ, xong rồi thu hoạch khoai đi. Khoai chẳng hạn thu hoạch được rồi đấy. Khoai thì cũng phải làm cỏ, làm cỏ bắt dây á. Hả? Để thu hoạch cũng đào lên thu hoạch được. Đào cắt dây thu hoạch luôn á. Ừ. Phải làm cỏ, làm cỏ bắt dây. Ừ. Mấy cái dây á. Thế để thu hoạch xong là trồng luôn. Là trồng tiếp khoai đi. À như vậy. Giờ chuyển vụ rồi, không kịp rồi. Để thu hoạch cái đề rồi. Hả? Để vậy thì cỏ nó lên mất. Mà khoai xuống để trồng khoai thì không hợp lý. Nó không thay đất được. Không ngủ sâu hết. À Bảo ơi, để cắt cái lá cho tằm ăn xong là tí nữa chiều về thay cái phân đi nhá. Khi nào nó bò lên thay cái phân ngay. Để Bảo đây các bạn, Bảo ở đây xong là chiều rồi. Phải thay cho tằm ăn thì cũng thay phân cho cái phân cho tằm. Anh em mình đóng cửa kín hết này. Không, mình vào đây thì quá là cầm máy quay thì mới bảo là mọi người mở cửa chứ. Cũng sợ gió lắm. Sợ gió lắm, một con tằm này nó kỵ gió. Mới nuôi bằng tí mà có mùi hương của tằm luôn này. Nghe mùi thơm. Nghe mùi thơm của con tằm ấy, hơn 20 năm nay rồi. Giờ mới lại ngửi thấy cái mùi tằm. Đấy. Ngày xưa ở nhà bé thì cũng chưa nuôi bao giờ nữa. Nhưng nhìn thấy mọi người nuôi. Đây này, vừa dựng rác lên, nằm bò ăn này nè. Dựng là nghĩ là phải gió đấy. Hôm nở ra mình cũng đậy rồi mình. Tắm đi đây. Vừa mình cho lá sẵn này nó bò lên nó ăn luôn này. Lá mới này. Không tí là bảo rong rong như này. Không là bảo thay cái phân cho nó này. Đóng hết cửa này. Cửa anh em mình sợ gió là đóng hết đi. Hay là hôm qua hôm xưa mọi người vào xem nhiều quá. Có phải vía không? Ừ. Mọi người hôm qua hôm xưa là nó mới nở hết người này xem người kia xem. Có phải vía không? Chắc không phải đâu. Nó nhạt mà nó lên nhánh rồi. Đúng rồi, lở lên nhanh đó các bạn. Bây giờ này nó nhăn nhát này. Chậm rồi. Hai đang ngủ rồi.